ngoan ngoan meo meo đi khắp mọi nơi gặp các bạn nhỏ, nào ta cùng chơi ua ua. Wow, thật là một ngày đẹp trời. Các bạn nhỏ ơi, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng với Wan Wan và Meo Meo đến thăm trường mầm non 19 tháng 5 tại thành phố Hưng Yên nhé. Ở đây có rất nhiều bác sĩ nhé. Các bác sĩ đang giúp các bạn nhỏ đo cân nặng này, chiều cao này và còn nói chuyện với bố mẹ các bạn nhỏ nữa. Đây là các bác sĩ dinh dưỡng từ chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về dinh dưỡng phòng chống thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam với chủ đề Vì một thế hệ trẻ em cao lớn chuẩn BMI. Thế Wan Wan và Meo Meo thì sẽ làm gì nhỉ? Có vẻ như Wan Wan và Meo Meo đã chuẩn bị một trò chơi rất thú vị để chơi cùng các bạn nhỏ đấy. Các bạn có tò mò đó là trò chơi gì không? Hãy cùng khám phá nào! Các bạn ơi, các bạn có muốn cùng chơi một trò chơi vận động với Wan Wan và Meo Meo không? Được chứ. Meo Meo cũng thích chơi lắm. Và các bạn nhỏ cũng thế đúng không nào? Nhưng mà chúng mình sẽ chơi trò gì hả Wan Wan? Chúng mình sẽ chơi một trò chơi rất hay. Trò chơi đó có tên là Hãy làm theo điều tôi nói. Hãy làm theo điều tôi nói. Có phải là chúng mình sẽ nói một hành động, đồng thời cũng là một hành động nhưng mà khác đi. Và các bạn nhỏ ở dưới sẽ phải làm theo hành động mà chúng mình nói, chứ không phải là hành động mà chúng mình làm. Đúng không hả Quang Quang? Đúng rồi, các bạn hãy nhìn tớ nhé. Ví dụ như tớ sẽ nói là giơ tay lên, nhưng mà tớ lại ngồi xuống. Thế thì các bạn hãy giơ tay lên hay là ngồi xuống nhỉ? Chúng mình sẽ làm gì? Đúng rồi, hãy làm theo điều tớ nói thôi, là giơ tay lên chứ đừng ngồi xuống giống tớ. Nào chúng mình hãy bắt đầu thôi Meo Meo. Cùng bắt đầu nhé, mời Wan Wan. Nào các bạn chú ý này, chú ý thật. Rồi các bạn hạ tay xuống nhá. Nào chúng mình bắt đầu này. Hãy nghe theo lời tôi nói này. Wan Wan đang lắc hông. Wan Wan đang lắc hông. Lắc hông. Lắc hông cơ. Wan Wan nói là Wan Wan đang lắc hông. Thế thì bạn nào lắc hông mới là đúng. Còn bạn nào giơ tay lên giống như Wan Wan thì là chưa đúng mất rồi. Đúng rồi, hãy lắng nghe lời tớ nói thôi, đừng nhìn vào những gì tớ làm nhá. Bây giờ đến lượt Meo Meo. Đến lượt tớ này. Meo Meo đang đánh răng. Đánh răng, làm động tác đánh răng, làm động tác đánh răng các bạn. Đánh răng. Đánh răng cơ. Đánh răng. Đánh răng, đánh răng, đánh răng. Đánh răng, đánh răng, đánh răng. Đánh răng, đánh răng. Đúng rồi, bạn nào vừa rồi làm động tác đánh răng như thế này là đúng rồi đấy. Chứ các đừng bạn giỏi quá. Bắt đầu nhá. Bây giờ đến lượt Quan Quan này. Hãy cùng nhảy lên nào. Tôi thấy có rất nhiều bạn làm đúng đấy Quan Quan ạ. Ôi các bạn nhỏ của chúng mình giỏi quá. Đúng rồi. Các bạn ơi, các bạn có biết không? Meo Meo lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy năng lượng là bởi vì tớ luôn luôn ăn đủ chất này rồi ngủ đúng giờ đấy. Mà tớ có thể ăn được rất nhiều thứ nhá, đặc biệt là trái cây này, rau xanh này và cả uống sữa nữa. Đây đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của chúng mình đấy. Ngoài ra thì tớ cũng hạn chế ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt. Như thế thì sẽ tránh bị thừa cân béo phì. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Tớ cũng giống như Meo Meo, nhưng có một điều rất đặc biệt nhá, là hàng ngày tớ rất chăm chỉ tập thể dục này, siêng năng vận động này. Thế cho nên là Meo Meo ơi, tớ nhá, tớ có một cái này rất là đẹp nhá. Cho tớ và các bạn nhỏ xem với nào. Tớ có một cái rất là đẹp, đó chính là chỉ số BMI của tớ. Rất là đẹp và cân đối đấy. Thật á? Thế làm thế nào để chúng
chúng mình có thể biết được chỉ số BMI của bản thân nào ngoan ngoan? Rất là đơn giản thôi. Lát nữa chúng mình có thể gặp các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng ở đằng kia kìa. À, ở bên kia à? Ừ. Nhưng mà lát nữa đúng không? Ừ. Lát nữa. Bây giờ Ngoan Ngoan và Meo Meo sẽ cùng hát tặng các bạn một bài hát nha. Các bạn đồng ý không? Các bạn ơi, chúng mình cùng đứng lên nào. Đứng lên các bạn ơi, hãy làm động tác cùng với chúng tớ nha. Cùng hát với chúng tớ nhé. Âm nhạc. Nào cùng đi tâm, nào cùng đi tâm nào. Nào cùng đi tâm, nào cùng đi tâm nào. Cho xà bông ra tay, xoa lên mái tóc này. Xoa đều, xoa đều, xoa đều. Tâm thật vui, thật vui. Đây là hai vai xinh, ô cái bụng to này. Ngực này, tay này, chân này, cùng giúp nhau tâm nào. Tóc xong người thật thơm, tóc xong được mẹ ôm. Tóc xong người thật thơm, tóc xong được mẹ ôm. Kì cọ, kì cọ, kì cọ, kì cọ, kì cọ, kì cọ. Kì cọ, kì cọ, kì cọ, kì cọ, kì cọ, kì cọ. Nằm cùng đi tắm, nằm cùng đi tắm nào. Nằm cùng đi tắm, nằm cùng đi tắm nào. Đây là hai tay xinh, này đôi má cũng xinh này. Xoa đều, xoa đều, xoa đều. Tắm thật vui, thật vui. Hai bàn tay xíu xinh, xe ra những ngón tay nhỏ. Hai bàn chân cũng thật xinh này, cùng giúp nhau tắm nào. Tắm xong người thật thơm, tắm xong được mẹ ôm. Tắm xong người thật thơm, tắm xong được mẹ ôm. Yeah. Ôi các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ đáng yêu quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thấy bài hát này có hay